Lô này, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Dùng thánh linh dược niết bàn tắm. Ta không phải là con cưng cái khí vận. Tôi một năm mười lính phân bộ này với phòng mô tả nhé. Quả nhiên vòng tròn ánh sáng trên đỉnh đầu của Liên Nhi đã mở rộng. Lờ mờ thì xuất hiện thơm nhiều đốm sáng màu vàng. Hóa ra là Thẩm Kè Kè còn đã bị chuẩn bị quà cho Liên Nhi nữa. Món quà này và chiếc bình này đẹp quá. Thẩm Kè Kè vì chuẩn bị phần lễ này mà chắc chắn sẽ rất tốn công sức nhỉ. Chỉ là không biết tại sao Thẩm Kè Kè lại cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Liên Nhi. À, lẽ nào nhìn thấy Hồ Nhi kết tình duyên của chúng ta sao? Chào nhân à, xung quanh có ấn ký truyền tới tấm bánh người của Tiêu Liên Nhi cô nương và Thẩm Ngạo Điền Hà. Bản thân tử vừa tặng nước chăm sóc cho kỳ cánh, vừa tặng thánh dịch niết bàn cho Liên Nhi. Thẩm Kè Kè quá nhiên là yêu ta. Hai người bọn họ chẳng có điểm gì tốt đẹp, trong lòng có chút còn vui chua chát cũng là chuyện bình thường. Nhờ đầu tiên Liên Nhi này tuy rằng có hơi nhiều ý đồ, nhưng mà dẫu sao cũng là thứ vô cùng quan trọng trong lòng bản thân tử. Giúp cô ta nâng cao khí vận thì có lợi cho số này lợi dụng cơ duyên của cô ta. Lục ca, Liên Nhi sư muội, đây là đồ chuẩn bị cho mọi người, cũng là 5 cân thánh dịch niết bàn. Lần này thử luyện ở chiến trường thời cổ, vẫn mong chú ý an toàn. Đối với tâm mộ thì vô cùng, mọi người đều là người vô cùng quan trọng. Đối với Lục Ca Thâm Ngạo, có từ khi bản thân tự xuyên không tới này, thì ngoại trừ phủ hoàng Thâm Tiếu, thì người thân thuộc nhất trong toàn thần quốc thích chính là Quỳnh Ý. Mà tình thân thiết mạch tường liền, suy cho cùng thì vẫn là không có cách nào để cắt bỏ. Không ngờ tên thật của Ngạo Thiền Kè Kè lại là Thẩm Thiền. Cảm ơn Thẩm Thiền Kè Kè. Đã ghét vị thần tiêu thánh tử này tán tính Liên Nhi, liên tử đã định, thế mà còn đi giành giật Liên Nhi tiền tử. Nhưng mà tại sao trong lòng ta lại có chút phẫn nộ nào? Đồng thế tại sao ta cũng cảm thấy như vậy trong lòng. Liên Nhi tiền tử và Liên Nhi tiền tử vốn là thuộc về nhân vật như thế. Wow, tâm hồn ưng ảnh này của ta tại sao chỉ muốn chúc phúc cho bọn họ vào lúc này chứ? Bởi vì cái người xấu đó, xấu thì không xứng được phẫn nộ. Thần tiên tỷ tỷ quả nhiên là phong lưu hào phóng, ngưỡng mộ Liên Nhi tiên tử và Liên Nhi tiên tử quá. Ôi, muốn cô mua họ cùng nhau lao vào vòng tay của thần tiên thánh tử quá đi. Ta rõ ràng là thiên tài trăm năm khó gặp, là hoàng thất đại viên quốc, từ nhỏ đã là niềm tự hào của tất cả mọi người. Nhưng sau khi bái nhập thái bạch động thiền, là phát hiện ra thiên phú của mình thực chất không hề xuất chúng. Thiên phú của Lý Trường Ca sư huynh, Lý Liên Nhi sư tỷ đều mạnh hơn ta. Trong số các sư huynh đệ tới chiến trường thái cổ thử luyện lần này thì ta cũng chỉ sớp ở mức trung bình đẳng mà thôi. Còn thập tam đệ, quả trứng xui xẻo bị ta đánh tránh từ xa đó, lại lắc thần chuyển mình thành thánh tử của thần Tiêu Thanh Đế. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều bị hắn thu hút, đều đang vì Quỳnh Ly hắn. Liên Nhi tiền tử, người được sự tồn vô cùng tôn sùng, biết hiểu là dựa vào cô ấy thì có thể không cần phấn đấu, lại là phàn gờ vô cùng trung thành của thập tam đệ. Vì ta cảm giác đáo kế của mình sắp nổ tung rồi. Ấy, ta sao mà có Lục Ca lại buồn bà thế? Lẽ nào cho thánh dịch của ta cho ít quá sao? Lục Ca, Quỳnh và ta lấy huyết mạch tương liên, hy vọng Quỳnh đừng có để trong lòng. Nhưng mà hiểu lầm trong hoàng cung Vạn Linh Viện lúc trước. Vạn Linh Viện hiểu làm gì? Bị tiệc ức đàn số hết kiệt. Không có gì, không quan trọng đâu, quá khứ thì hãy để cho nó trôi qua đi. Đúng rồi, bởi vì thập tam đệ tự xưng là Thẩm Ngạo Thiền ở Vạn Linh Viện, thế nên tiểu linh tiền tử mới hiểu nhầm cho rằng bản điện hạ chính là Thẩm Ngạo Thiền, từ đó tìm tới tận nơi đập mắng bản điện hạ xấu xí. Đã ghét cả đời này của bản điện hạ chưa từng chịu nổi sỉ nhục này. Thập tam đệ, chút hiểu lầm này vì hình chưa từng để trong lòng. Còn về thánh dịch trị thường này thì thập tam đệ vẫn nên cầm về đi, trên người vì Quỳnh vẫn còn ít hồi xương đen. Huống hồ hiện giờ vì Quỳnh tu luyện kiếm đạo, kiếm cái sự kiên quyết của nó không quen. Nhiệt đồ, đồ nhiệt đồ mà, đồ đế ngốc của ta, nhận lấy, mau nhận lấy đi. Hả? Người có biết là thánh dịch niết bàn này trân quý như nào hay không? Ban cơ sư phụ của người cũng chưa chắc đổi được một bình đấy. Thần thức thời dời âm trùng, năm đó vì sự nếu như có đồ đế như thế này thì làm gì còn cần phải phấn đấu chứ. Ngạo gì à, còn đã ở trong phút mà lại không biết phút đó. Mời con thánh dịch niết bàn, có bán thế tồn cũng không đổi được á.
Sự tồn tại lúc nào mà lại không đáng tin như vậy rồi? Ơi phỉ thổi cái mồm. À không đúng, là thánh dịch Niết Bàn này rốt cuộc là chi bảo gì mà lại đáng tin như vậy? Nếu là con nhà Tấm Gia của Đại Viên Quốc thì lâu vật mà thập tam đệ tùy ý tặng lại có thể mua được hai sư tô mưu. Mẫu phi ngạo phi lại khiến cho người mất mặt rồi. Nhưng mà tại nhớ lúc trước mẫu phi hình như quả thực là cũng không được sủng ái như là Lan Phi Nương Nương, nhưng lại là một trong những hot girl, up fan girl của Lan Phi Nương Nương. Như vậy xem ra bản điện hạ không bằng thập tam đệ cũng là rất bình thường. Đúng đúng đúng, rất bình thường. Lục ca, đây là tấm lòng của ta. Ở quân địa chúng ta không phải chỉ là tặng có hai bệnh thanh dịch Niết Bàn thôi sao? Lục ca quân khách sáo thì khách sáo, có cần phải biểu cảm tới mức như vậy không? Bà đi thập tam đệ càng khai như vậy, quý quân thì cũng chỉ có thể nhận lấy thôi. À, trên đời luôn có một vài người là con cưng của ông trời, là nhân vật chính của thời đại, người bình thường không thể nào phi bì được. Có phải phần trình với những người này có lúc chỉ làm tự mình phiền não mà thôi. So với việc lấy thập tam đệ làm đối tượng ngầm so bì cao thấp, thì chỉ bạn có đệ ấy là mục tiêu, là tấm gương của mình. Đi chạy theo huynh đệ ấy, hợp tác đệ ấy, giúp đỡ đệ ấy, phò tá đệ ấy, có thể kết bạn với nhau, cùng chạy trên con đường tu tiến. Ta cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được kiếm đạo ở trong lệ nốt cái sự tồn là vật gì rồi. Chiếc bình và chiếc hộp xinh đẹp này không phải là lớp vật mà Thẩm Gai Ca chuẩn bị riêng cho Liên Nhi hay sao? Sao lại có nhiều phần như vậy? Lẽ nào Thẩm Gai Ca cũng tiền tỷ chuẩn bị cho bọn họ? 18 vị cường đại tôn giả của thập nhị phúc địa, từ lúc tới lục địa tổng thiền, cùng với hai vị tuyệt đại nữ tôn của thánh địa, toàn thân tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, có những ánh sáng chói rọi rực rỡ, nhìn không rõ dung mạo. Đây vốn không phải là đạo vận nào đó hiện hóa, mà là một kiểu pháp thuật phân thân quan chú đặc biệt, miêu tả phong cách cực cao. Mà tính ứng dụng của môn pháp thuật này không mạnh, nhưng mà ở nhiều nơi rất cao. Rất nhiều tôn giả đều kiêm tu môn pháp này, chính là thứ gọi là nhân trị bất cấu, pháp thuật lại tấu. Sở hạ sư huynh, lần này không tới sao? Đang vũ tiền tồn thánh đại địa giá trị, mà liền tiền tồn thánh địa tuần tiêu. Đang vụ sự tỷ, nếu như thật sự không buông xuống được, thì tại sao không đến thẳng tuần tiêu tiền huynh ấy? Huynh ấy đã từng nói, huynh ấy là con rồng trên trời, đến sáng bay lên tiền giới sừng tồn. Ta cũng đã từng thề, trước khi đầu kiếp thành thánh, tuyệt đối sẽ không làm phiền huynh ấy. À, thật là làm khó tỷ ấy rồi. Lúc đó, đại sư huynh biệt hiệu là Sở Hà xuống núi hành tẩu, đến bỏ hết quân địch tứ phương, quét ra tiền kiều năm vùng. Quả thật là rất nổi, nhưng mà huynh ấy của lúc đó thôi, ít nhiều thì cũng khiến cho nữ tử thiền giới mờ mẫn ở trong lòng. Cuối cùng chỉ có Đan Vũ Thiền Tùng mới có tư cách để đi theo bên cạnh của huynh ấy. Nhưng đáng tiếc, đại sư huynh của năm đó kiêu ngạo, rõ ràng không trong lòng có sứ muội của thánh địa giáo trì này, nhưng lại bướng bỉnh sừng là chỉ có tuyệt thế tần tôn có khả năng phi thăng mới có tư cách chiếm hậu sở bộ. À, cuối cùng ép tới mức vị Đan Vũ sư tỷ tính cách thì ngoài nhu trong cường, nay lại lập lời thờ không tài tiền thì không tìm huynh. Sau đó đại sư huynh lại tử nổ thần thế chiến tu tân hỏa kình, vận khí và tiết tháo đều cùng bàn huyết. Những tiên tử đồng bối vốn là ngưỡng mộ huynh ấy, về cơ bản đã thất vọng chuyện sàn gạt bỏ. Chỉ có Đan Vũ Thiền Tôn vẫn luôn không buông bỏ được đại sư huynh. Ngồi việc nghe ngóng tin tức của đại sư huynh hàng ngày thì chỉ đều là bế quan tu luyện. Trong rất nhiều thiền tôn hóa thần kỳ của thánh địa giao trì thì tu vi của Đan Vũ Thiền Tôn được gọi là đứng đầu. Nghe nói cách độ kiếp thành tiên không còn xa nữa. Đối với một vị thì thế như từ vậy thì một lòng dốc hết sức cho bích liền tiền tồn, hầu hết thì đồng hoàng đều không hiểu. À, có lẽ chỉ có ta là cảm động lì cho Đan Vũ Thiền Tôn. Nếu như sau này có bất kỳ một tin tức nào của đại sư huynh thì mỗi cũng sẽ nói cho Đan Vũ sư tỷ. Vậy làm phiền sư muội rồi. Nói ra thì thần tiêu thánh tử đương đại hình như khá là có cơ ngồi nguồn với đại sư huynh, công tu luyện truyền thụ tần hỏa kinh. Hơn nữa gần đây đại sư huynh hành tẩu bên ngoài vẫn luôn tuyên truyền thẩm thiền là đệ tử mà thánh chủ và huynh ấy cùng chỉ dạy. Kỳ thứ luyện chiến trường thái cổ 5 năm một lần lại tới rồi.
Nghĩ chắc hẳn là trường bối của mọi người đã từng nói qua. Những điều chú ý trên chiến trường thì bản tồn không nói nhiều ở đây nữa. Tóm lại là mọi người nhất thiết là phải nhớ kỹ một câu: trên chiến trường thái cổ, đầu đầu cũng đều là nguy hiểm, an toàn là trên hết. Trên người mọi người đều có ngọc phù truyền đưa của tông môn luyện chế. Nếu như cơ thể bị trọng thương, mất đi khả năng tiếp tục rèn luyện, chỉ cần đưa pháp lực vào ngọc phù là có thể đưa ra ngoài. Nhưng các người phải nhớ lấy, thứ nhất là nếu như khởi động ngọc phù truyền đưa, tức là động tự động coi là kết thúc thử luyện lần này, không được vào lại bên trong. Thứ hai là khởi động ngọc phù truyền đưa trở về còn phải duy trì đứng ở trên tại chỗ trong thời gian bài thở. Bởi vậy thì nó gặp phải nguy hiểm thì phải nhớ trước tiên nó an toàn, sau đó thì mới khởi động ngọc phù. Chiếu theo thường lệ thì thử luyện lần này vẫn có phần thưởng. Phần thưởng: đồ thú được đi săn, giết được quái vật như là đầu lâu, cốt mà, huyết mà, cùng với linh dược, bảo vật tìm được đều có thể mang ra để trao đổi với tông môn. Ngoài ra, 20 đệ tử sàn giết quái vật nhiều nhất có thể lần lượt như được các phần thưởng mà các đại thánh địa đồng thiên phúc địa đưa ra. Người đứng đầu thủy luyện lần này thì có thể đã được tứ tiêu kinh thiên trì, linh khí cực phẩm của thánh địa thần tiêu. Người đứng thứ hai thử luyện lần này thì có thể đã được huyền linh châu, linh khí tượng phẩm của thánh địa giao trì. Đệ tử ở vị trí thứ ba thì có thể đã được hộ pháp chù bạc, linh khí hạ phẩm của động đan hà. Mà đệ tử ở vị trí thứ tư thì có thể tới động thái bạch học tập trường hạ kiếm tồn tuy thế kiếm đạo 3 tháng. Đệ tử đứng thứ năm, ôi, nghe đồn tiền bối nói thử luyện chiến trường thai cổ bao nhiêu năm nay, thường thì hai đại thánh địa đều sẽ được đưa ra linh khí trùng phẩm. Lần này không những là thánh địa giao trì lần đầu tiên đưa ra linh khí tuyển phẩm huyền linh châu, mà thánh địa thần tiêu còn đưa ra linh khí cực phẩm. Phải biết rằng linh khí cực phẩm và sự tồn tại của thánh khí tiếp cận vô hạn, thậm chí rất nhiều giá trị của linh khí cực phẩm hoàn toàn không thua kém gì thánh khí có phẩm chất bình thường. Đúng vậy, ở trong tay đệ tử cấp thấp thì ý lực và linh khí cực phẩm có thể phát huy ra không yếu hơn thánh khí bình thường. Mà thánh địa thần tiêu thế mà lại nó đưa linh khí cực phẩm ra làm phần thưởng trong thử luyện trúc cơ kỳ, là có thể thấy họ rằng họ rất coi trọng thử luyện chiến trường thái cổ lần này. Không phải bởi là vì lần này có sự tham gia của thánh thiền thánh tử mới nhậm chức chứ? Các vị cảm thấy chúng ta có khả năng cướp được vị trí thứ nhất có thử luyện với thánh tử không? Rất rõ ràng. Mà thánh địa thần tiêu lại có sự chắc chắn tuyệt đối về thẩm thiền đã được vị trí lần đầu. Dẫu sao thì chỉ có thẩm thiền lấy được vị trí quán quân thì tiểu tường tử tiền kình trùy thiên trùy này mới có thể thu về lại. Hóa ra chỉ là mánh khóe mà thôi. Phần thưởng này chẳng qua chỉ là chiến từ tay trái sang tay phải. Xem ra không thể xem nhẹ sức mạnh của vị thánh tử thần tiêu này. Thánh địa thần tiêu quá quyết đoán, thế mà lại trực tiếp lấy linh khí cực phẩm ra làm phần thưởng. Chỉ lớn như vậy, lấy nào không sợ sự xảy ra ngoài ý muốn sao? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Quỳnh Địa, cậu sao thế? Với bản lĩnh của người ta thì vừa mới thị triển ra, thì chúng ta lấy cái gì đã trình về hắn đi? Đúng vậy, giành được cái vị trí đầu tiên, cái gì với thánh tử thần tiêu chứ? Chúng ta giành huyền linh châu ở vị trí thứ hai đi. Nghe nó hộ phách chú bạc ở vị trí thứ ba cũng được lắm, có thể kiểm soát được bệnh hỏa tì chi tình, uy lực tuy rằng lớn không sánh bằng được với dị hỏa nhưng cũng khá là đáng sợ. Tại sao còn mãi hy vọng được vị trí thứ tư? Ta nghe nói trường hà kiếm tồn Lý Thường Làng không phải là phân là biệt hiệu là thánh hà đệ nhất kiếm hay sao? Có thể tới động thái bạch học tập với trường hà kiếm tồn không phải cũng rất tuyệt hay sao? Quỳnh Địa, ta kiến nghị Quỳnh có thể đi thử, chỉ cần qua Quỳnh không sẽ tạ thế. Thử luyện còn chưa bắt đầu, nhưng mà dường như tất cả đệ tử đều đã từ bỏ tranh đoạt vị trí đầu tiên. Bởi vì cách thẩm thiền xuất hiện vừa rồi quá cao tay, khiến cho tất cả mọi người đều bị trấn áp. Mọi người đều ở trúc cơ kỳ, người xuất hiện hoành tráng xuất sắc, hơn như anh kỳ của người ta, khiến như người ta làm như thế nào chơi cùng với người chứ. Chiến trường thái cổ đầy rẫy những sinh vật âm linh còn sót lại,
ở trong đại chiến vô cùng mẫn cảm với người sống. Bởi vậy, có một số người lượng lớn của đội quá nhiều thì rất dễ thu hút lượng lớn âm binh bảo vệ tấn công, thậm chí thì có thể có âm ma mạnh mẽ xuất hiện. Quy luật chiến trường thái cổ không đầy đủ, hư không bất ổn sẽ hạn chế sức mạnh của tu tiên giả. Nhưng mà các loại ma vật kỳ dị được thai nghén từ sự kết hợp giữa thân xác của cường giả thái cổ và sát khí ta linh sinh ra lớn lên ở nơi này lại không bị ảnh hưởng. Trong chiến trường thái cổ lại có không ít chiến lực không thua kém gì với kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí là sự tồn tại đáng sợ từ hóa thần kỳ trở lên. Do chịu ảnh hưởng của quy luật chiến trường thái cổ, những ma vật này hoàn toàn bị chi phối bởi dục vọng tàn sát của sự khát máu, không ngừng giết hại ăn nuốt lẫn nhau. Tuy rằng trí lực của ma vật thấp kém, nhưng mà lực chiến đấu lại là tuyệt đối không phải là điều mà tu sĩ trúc cơ của nhân tộc có thể so sánh. Đối với ma vật này, những tu tiên giả nhân tộc kết thành hội nhóm chắc chắn là nguồn máu vô cùng tuyệt hảo. Mà những tu sĩ trúc cơ này nếu như thực sự có 100 người đi cùng nhau thì dương khí ngút trời, chưa đến nửa ngày thì đã bị ăn thịt hết sạch. Cứ mỗi 5 năm thì những sự tồn tại đáng sợ từ nghi hành kỳ trở lên đó đều sẽ tự xung quanh chiến trường thái cổ biên mất. Lúc này chính là cơ hội luyện tập tốt nhất cho các thế lực tu tiên. Phải biết rằng vài năm trước trong chiến trận kinh thế đó, ngay cả những tiền nhân từ tiên giới xuống cũng đã đi ra không ít. Còn về những tu sĩ cấp thánh trở xuống thì càng không cần nói, giống như là bị lá hè cắt đi. Và những tình máu, ta khí, thân hồn của bọn họ đều rơi xuống trên chiến trường này, đều đã bị chiến trường hụt lấy. Trải qua thai nghén vài năm, tự nhiên loại huyết ma, cốt ma, sát ma sinh sôi ra. Cùng lúc này cũng có những linh thảo trần quý, tuyệt thế trân bảo mà thế giới bên ngoài khó mà có thể tìm được thai nghén. Ví dụ, có được tình huyết long tộc thân huyết tấm túi tấm thì mới có thể sinh trưởng ra long huyết quả. Sau khi còn giả kiếm đạo vô thường ngã gục thì kiếm ý hiện tại huyễn hóa thai nghén ra kiếm tầm thảo. Mà tiền nhỏ thế giới sau khi bị sát hại ra đi thì thần tác tuyệt đối thì thớ xót lại, còn những thứ đó bị chôn vùi trong cát bụi, tự hủy hóa tận nhận những thanh khí tiên quả kinh thức truyền thụ linh khoáng thạch. Hạt giống thất bảo hồ lô của tiền gì, thần tiêu long hổ bội của phần vật giờ đều là vật phẩm khai quật ra được ở bên ngoài chiến trường thái cổ. Thần tiêu long hổ bội, hạt giống thất bảo hồ lô, mà chiến trường thái cổ chắc chắn là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất của Đồng Hoàng. Cùng với nó thì nó cũng là một bảo địa có cơ duyên nhiều nhất của Đồng Hoàng, thậm chí còn từng xuất hiện ở một tiền khí chí cao vô thường. Đó là tiền khí vô địch tự chủ sinh ra linh khí. Mặc dù thánh địa cũng sẽ tèm thuồng cái loại tiền khí loại này, chỉ đáng tiếc tiền khí này chưa bị người đời thu nhặt. Nó đã ẩn nấp ở trong chiến trường thái cổ, vị trí thay đổi tỷ lục, chờ đợi người có duyên. Chỉ có được sự chấp nhận của linh khí thì mới có thể thực sự nắm giữ tiền khí này. Đáng tiếc trong vài năm nay thì người gặp được tiền khí không ít, những người có được tiền khí thì công nhận lại chẳng có một ai. Và đây cũng là cơ duyên lớn nhất để chiến trường thái cổ công nhận. Đội nhóm nhỏ này của ta hiện giờ đã vượt qua 10 người. Theo những ghi chú trên một chú ý chiến trường thì coi như là đã vượt công suất rồi. Ta có thể gia nhập không? Đáng tiếc thật đấy, không thể đem theo nhiều người cùng đi. Nhiều người thế này thì thật là lãng phí. Vâng mày, cơ duyên trên đỉnh đầu Triệu Hạo khá là có ích. Không hổ là sự tồn tại lý sư phụ tế thiền. Thứ như là cơ duyên này, có chất hơn có lượng, phẩm chất thì mãi mãi quan trọng hơn số lượng. Xuất phá tôi. Cùng với vị trọng pháp được khởi động thì mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt là một chùm màu sắc sặc sỡ. Sau khi tam mắt khôi phục lại trạng thái bình thường thì bọn họ nhận ra mình đang ở trong chiến trường mênh mông. Đây là một vùng lãnh vực hoàng dù vô cùng tình mịch. Trên trời dưới đất đều có màu đỏ mờ, ngay cả mặt trời cũng có màu đỏ. Giống như mọi thứ trên chiến trường đều bị nhuộm màu máu. Trên vùng chiến trường này không có hoa tươi, có dại,
nghìn dặm không thấy màu xanh. Trên một bộ hài cốt ở nơi đây đều có vết tích không phải là của loài người, hầu hết chúng là cầm thú tình quái tu luyện thành người. Đặc tính của loài yêu hòa trên người vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Yêu nhân loại này, một phương hướng tu luyện của loài yêu, đưa vật thở vào thân xác loài người tu luyện chuyển hóa. Sau khi thành công thì không những tư chất sẽ được nâng cấp, thậm chí còn có tu hành pháp kim độn và kim đan luyện khí của nhân tộc. Nhưng mà đầu lâu vòng linh này chính là mục tiêu chiến đấu chủ yếu của các đại đệ tử thánh địa. Lục đại động thiền và thập nhị phúc địa trong thử luyện lần này, bọn chúng là bộ xương của những người bị chết ở trong đại chiến thời kỳ thái cổ, kết hợp với khi hùng sát sinh ra ma vật. Bởi vì thần tính trồi đi khá nhiều mà lực chiến đấu của chúng đã suy yếu đi rất nhiều so với trước khi sinh ra. Nhưng đối với tự tiền giả trúc cơ kỳ thì chúng muốn trà nảy tính thách thức, một chút cũng không cẩn thận thậm chí sẽ bị giết. Những xương cốt ở nơi này tại sao còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà một chú ý nhắc tới? Trừ khi chúng ta đã được truyền đưa tới khu vực 700 dặm của chiến trường thái cổ. Thông thường môn phái tu tiên tiến vào thử luyện chiến trường thái cổ, phạm vi đều nằm ở trong vòng nghìn dặm ở vùng ven. Thời kỳ đặc biệt 5 năm một lần, phạm vi này là an toàn nhất. Một khi bước vào bên ngoài nghìn dặm thì đó chính là vùng trong thực sự của chiến trường thái cổ. Nghe nói trong này ẩn giấu sự đáng sợ gờ gớm mà thái cổ để lại. Những tu sĩ tự tiện xông vào trong này hầu như là không có ai có thể thoát ra. Vị trí truyền thừa đưa tới trường chiến trường là ngẫu nhiên, thông qua trận thuyền đưa tới bước vào chiến trường thái cổ. Thông thường đều sẽ truyền đưa tới phạm vi cách vùng giáp ranh khoảng 100-500 dặm. Nhưng bởi quy luật chiến trường rối loạn, xuất hiện sự sai lệch, truyền thuyền đưa trong phạm vi nhỏ cũng là điều rất bình thường. Mà Tần Vân Địch này cũng là một thiên tài, không chỉ là có thể cùng lúc điều khiển nhiều súng phá yêu âm dương như vậy, mà còn có thể phần tạm nói chuyện với ta. Quên à, chúng ta gặp phiền phức rồi. Khả năng khống chế phần tạm này quá thực là khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Mọi người chú ý, cảnh giác. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra nguy hiểm. Vốn dĩ cho rằng sự gia nhập của ta thì bọn Triệu Hạo sẽ bị hiệu ứng cánh bướm mà truyền đưa xuất hiện sai sót, bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng mà bây giờ xem ra bức tranh cơ duyên trên đỉnh đầu của bọn họ lại càng rõ rệt, phương vị rõ ràng. Cơ duyên của bọn họ bản thân tử lợi dụng chắc rồi. Thật tâm đề, giờ chúng ta rút lui sao? Phía dưới lại có hơn 100 xương cốt tương đương với hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa, bọn chúng trông có vẻ chỉ là tiểu binh. Nói không chừng lại gần thì chỉ có kế cầm đầu thực sự. Tôi là hối hận khi đi cùng với Thập Tam Đệ. Khí vẫn có Thập Tam Đệ, nhà chúng ta dường như chẳng tốt lên được cái gì cả. Ngôi nhỏ bị yêu thú đó nhìn thấy, ra tay săn bắt, chẳng phải là thất bại hoàn toàn ư? Không rồi, mọi người đợi ta trên núi kia trời đà. Nơi mà khắp nơi đều là nguy hiểm như thế này thì cho đến mức không còn cách nào khác thì tốt nhất đừng có tạo ra động tĩnh nào quá lớn. Vâng đây đà. Nhưng mà súng phá yêu âm dương đó của người trước tiên, hãy khắc ghi thật kỹ tiêu âm trận pháp. Nếu như không thì không được nổ một cây súng nào. Tông Dương Quỳ chân khí giáp âm dương lội bảo phù trên người của mọi người cũng vậy, chứ đến mức đường cùng thì không được sử dụng. Còn về những bộ xương cốt dưới này thì mọi người trước tiên cứ chờ đợi đi, ta đi mở đường. Chiến trường thái cổ này là do quy luật rối loạn, tốc độ ngự khí ngự kiếm phi hành sẽ lúc nhanh lúc chậm, không ổn định. Lúc quan trọng hơn là hư không trên vùng chiến trường này cũng không ổn định, đầy rẫy khe hở không gian. Nếu như là ngự kiếm phi hành rất dở rời nhằm vào trong khe hở không gian, dịch chuyển tới nơi không rõ tên. Nếu như mà dịch chuyển tới nơi sâu thẳm ở trong chiến trường thì cho dù là trần nhân tôn giả đều sẽ chỉ có một con đường chết. Thánh tử Sư Huỳnh cứ như thế mà lao xuống ư? Tuy rằng thánh tử Sư Huỳnh
thân là thần điều thanh tử, sức lực mạnh mẽ. Nhưng nơi này dẫu sao cũng là chiến trường thay cổ. Tự vị của tất cả mọi người đã bị áp chế về trúc cơ kỳ. Một mình như vậy lao vào trong đám sườn cốt nhiều như thế, thật sự là không vấn đề gì sao? Các người tập hợp đầy đủ tấm thiên tà, có gì há sợ hãi? Sơn cốt này cũng nhiều quá rồi đi. Vừa đánh ngã được một nhóm thì nhóm khác lại tới. Vừa rồi giáng búa xuống thì ngọn lửa linh hồn trên đỉnh đầu của những sơn cốt này bị dập tắt nhanh chóng. Y quái sơn cốt cũng trở thành bộ xương bình thường. Bọn chúng ở dưới lòng đất lại bị chôn vùi nghìn năm, lại biết một lần nữa thắp lên hỏa miều linh hồn khôi phục trở lại. Nhưng gặp phải bản thân tử thì tại sao có thể cho các người cơ hội trùng sinh chứ? Thu hồi cả lưỡi lực đi. Những tầng hốt cốt này là xương của đại diệu thời đại thường cổ. Tuy rằng linh khí thần tính đều đã mất đi hơn nữa, nhưng mà những linh khí thần tính này còn sót lại rất lợi hại, giá trị vô cùng khả quan. Tử kim trì đính kèm nhất nghiêng trộm thủy, ngay cả kim càng thật thì cũng có thể gõ vụn. Bỏ công sức lớn như vậy thì mới gõ mở, nghĩ thôi cũng đã hết thế độ mảnh cớ lớn như nào rồi. Bất cứ là dùng để luyện khí hay trộn những vườn linh dược của tầng môn làm phần bổn, thì chỗ xương này đều là nguyên liệu cực phẩm. Trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 100 xương cốt chết không toàn thây dưới tử kiềm trì của Thẩm Thiền. Đây chính là sức mạnh của Thẩm Thiền sư huynh sao? Cho dù thân ở nơi chiến trường thay cổ, từ vị áp chế đến mức trung cơ, tiên sự vẫn là vô địch thế gian. Đi ra. Vừa rồi sau khi dốc toàn lực diệt sạch yêu quái, rõ ràng cảm thấy y lực của ngũ loại thần trị thần thú giảm xuống rồi mà. Lấy nào là hồi cho trị pháp được rồi? Mới vừa rồi y phong trong vài phút, sao lại không chống đỡ nổi rồi chứ? Mà phần ở chừng nam nhân ở đánh giá xấu rồi. Tốc độ tiêu hào của ngũ loại thần thú giáp với linh khí là đi nhanh quá. Chuyện rồi chiến đổi thành thành lòng lôi đình giáp gì? Phệ tiên đằng. Mỗi một giây rút đến tới liền có mấy bộ xương cốt tan rã, thậm chí ngay cả linh hồn dị hỏa cũng bị phệ tiên đằng nuốt hấp thụ. Giật nhanh, khu vực ở phía đông của đồng hoàng hoàn toàn bị Thẩm Thiền dọn sạch. Thẩm Thiền gạt cả quá nhiên rất lợi hại, hơn nữa huynh ấy cũng có đằng đằng, quầy đẹp quá đi. Đây mới là sức mạnh thực sự của Thẩm Thiền. Thẩm Quỳnh sao? Mạnh mẽ quá, bá đạo quá. Trận chiến của sư Quỳnh cũng tràn đầy màu sắc nghệ thuật. Điện hạ, bây giờ cuối cùng cũng đã trưởng thành lên rồi. Nơi nhìn là vì nương nương có thể nhìn thấy điện hạ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn người sẽ mỉm cười nơi chi suy. Còn cái đám người tâm trường quỷ lều thay ất thì sớm đã lấy ra thủy tinh lưu ảnh, bắt đầu ghi lại hình ảnh cho Thẩm Thiền. Đùa, cảnh tượng chiến đấu bá đức thế vô song, dáng vẻ anh hùng như vậy của thiền sư chắc chắn là phải ghi lại rồi. Ngày sau lúc nào cũng có thể chìm ngưỡng, học tập chắc chắn là giúp ích rất lớn đối với tù tiền. Có thể đó cũng là chúc phúc lợi đối với những sư huynh đệ gia nhập tổ chức thiền quyến, đặc biệt là những sư muội đó. Nếu như có thể nhìn thấy phong thái vô song trong trận chiến lần này của sư huynh, thì người nào người nấy đều không biết vui mừng tới mức nào nữa. Chiến trường cổ tại nơi cách vùng giáp ranh 500 dặm, nằm vị tù sĩ nhân tộc đứng bên vách núi. Bọn họ là cường giả kim đăng kỳ trở lên. Bọn họ bước vào chiến trường thượng cổ có kế hoạch đặc biệt. Không ngờ con đường từ vùng giáp ranh sông tới nơi này vẫn không gặp được nhân đệ tử của đồng thần tiêu. Quy luật của chiến trường thượng cổ rất khó hiểu, ngay cả năng lực nhìn thấu của ta cũng bị ảnh hưởng. Không cần vội kiềm vũ, để giành chiến thắng thì thánh tử thần tiêu sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào nơi sâu thẳm của chiến trường. Còn nơi này 500 dặm có vùng chiến trường thượng cổ này bị thiên nhiên lĩnh ngàn cách, muốn bước vào sâu ở trong vòng 500 dặm thì bắt buộc phải vượt qua huyết ma cốc. Chúng ta chỉ còn trông coi từ bên ngoài huyết ma cốc, đợi bọn thánh tử thần tiêu mắc cầu là được. Đến lúc đó thì người muốn xé nát tính tử thần tiêu thế nào thì tùy người. Bạch Linh nói rất đúng, lỗ người của thánh địa thần tiêu ức người quá đáng,
Vũ tục Nam Cường chúng ta cũng không phải là cái loại dễ bắt nạt. Lần sau, lần này nếu như diệt được thánh tử thần tiêu trước, sau đó lại tắm máu những đệ tử khác của thanh tánh địa thần tiêu, để cho những nhân tộc này biết rằng vũ tộc ta không phải là ai cũng có thể ức hiếp. Không mòn tiên tử, lần này bèn phải mời phiền cô rồi. Diễn với trở bàn tay. Thế là Nam Thiên kia rề tuổi của các tộc liền mình đến từ vũ tộc Nam Cường đã bố trí mai phục trồng huyết ma cốc cách chiến trường thượng cổ 500 dặm. Bọn họ nhìn từng nhóm tu sĩ nhân tộc thông qua huyết ma cốc đi về nơi sâu thẳm của chiến trường, không chút quan tâm. Bọn họ tin chắc là đội thử luyện của thánh địa thần tiêu sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà lúc này thì đám người thẩm thiện đã tới nơi cách dặm, cách 800 dặm trước một khe sâu. Đây thực sự là thẩm thiện thập tám địa sao? Một tháng trước thì tên này rõ ràng chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ một tu vi nào mà. Trừ khi tập tâm đệ vẫn luôn giấu kín tài năng, che giấu bản thân, thật ra đệ ấy sớm đã có thiên tư vô thượng. Không hổ là con của Lan Phi nương nương, quả nhiên không phải là người bình thường mình có thể so sánh. Thẩm Ngạo nhận ra, sau khi bản thân buông bỏ chấp niệm so với thẩm thiền, thì mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng. Nhắc đến thì, mở vợ tuyệt thế như là thánh dịch niết bàn, thập tâm địa thế mà là bằng lòng hào phóng tặng cho điện hạ tới 10 con. Xem ra đấy rất quan tâm tới tình vấn đề của bọn ta. Sau này nhất định phải thân thiết hơn với thập tâm địa, quan tâm để ý như là địa ruột. Mùi vãi mãi đang suy nghĩ. Sức mạnh của tên này không tính là quá mạnh. Lục ca, quên lấy nó ra luyện tay trước đi. Cái gì gọi là sức mạnh của tên này không quá mạnh chứ? Nên mới vứt cho vì huynh luyện tay. Ý của đệ là huynh quá yếu có phải không? Từ nhỏ tới lớn, ta đều là thiên tài tù vì được công nhận. Sao có thể chịu được xấu xí nhục này? Ta muốn đánh 10 tên. Ui cha! Tại sao những thứ quỷ quái này khi đối diện với tập tam đệ lại giật bóp như là bóp cẳng đậu phụ? Mà khi bị tập tam đệ vứt sang chỗ của bản điện hạ ta, thì tên nọ tên ấy lại lợi hại như là uống thuốc vậy ta. Đô quý mầm nắng rỡn buồn, bán điện hạ hôm nay liêu mãn với các người. Lợi trần kiếm pháp, huyền phong kiếm pháp, phủ liều kiếm pháp, tái nhật kiếm pháp, triều dương kiếm pháp, trường hồng quán nhật. Cái tên chết tiền này thật sự là tiểu binh bình thường của chiến trường thượng cổ hay sao? Ôi đã chết nhiều năm như vậy rồi, sao bản điện hạ vẫn đánh không lại bọn chúng chứ? Tù vị trúc cờ này của bản điện hạ sợ là đủ giá thật rồi. Bản điện hạ lại phải chết như vậy sao? Bị một tiểu binh giết chết một cách nhục nhã là buồn cười như vậy ư? À, lúc quân tử điện hạ, người không sao chứ? Cái gì? Một kiếm là sử dụng với vận này. Tạm cao dám sầu khi đi tới tập tam địa, chỉ mới hơn có một tháng ngắn ngủi tới mà lại mạnh tới mức này. Vừa rồi một chiều của tầng cao chắc chắn là không đơn giản, chỉ là đánh lén. Một tháng trước tầng cao vẫn không có bất kỳ một tu vi gì. Tập tam địa địa ấy rốt cuộc là đã chấm ma lực gì mà lại có thể biến sâu thành tốt thế này? Kiếm pháp của lục điện hạ vô cùng tình diệu, chỉ là tu vi vẫn còn hơi yếu một chút. Thập tam điện hạ tặng cho lục điện hạ 10 cân thánh dịch niết bàn. Điện hạ tốt nhất là luyện hóa một chút. Sau khi tu vi được nâng lên, thì bộ xương cốt này đối với điện hạ mà nói thì đâu như là gà nặng bằng đất, chó nặng bằng ngói, một chiêu là xong. Thế nên sở dĩ sức mạnh của tầng cao và với cộng cộng đột nhiên tăng mạnh là bởi vì công lao của thánh dịch niết bàn ư? Cũng phải, kỳ trân tỷ thế mà cường giả cấp thánh địa để lại thì cái hiệu quả như vậy quá thực là rất hợp lý. Hình ảnh mà thẩm thiền nhìn thấy trên đỉnh đầu của cao tầng thuộc về cơ duyên của đại khí vận giá hồng hoàng kim bàn. Thế như chỉ dẫn của hình ảnh, thẩm thiền rất nhanh liên tìm được lối vào của khe sâu này. Vào giây phút mọi người thực sự bước vào trong khe sâu thì ý áp mạnh mẽ trong nháy mắt liền đục xuống. Thế nên bên tai tất cả mọi người dường như là vang lên chiến vụ chiến rồng gầm đinh tai nhức óc. Tam ca ca, âm thanh này nghe ghê quá đi. Ở tiền xưa đây là tiếng gầm rú này chính là tiếng phát ra trên bộ xương của con cự long này. Chúng ta vào trong thôi.
Dưới chân con rồng lớn này là linh thảo màu đỏ lít nhít. Linh thảo này có tên là Long Huyết Thảo. Chỉ có nơi nào huyết thuần của long tộc rơi xuống thì tinh huyết thấm nhuộm cả một vùng đất lớn mới xuất hiện linh thảo này. Đặc biệt là những tu sĩ còn chiến tu luyện thần ma luyện thể, nếu như có được Long Huyết Thảo đem nó luyện hóa, thậm chí lại có cơ hội có được sức mạnh của Long Huyết ở trong đó. Ví dụ như một cử chỉ với một hành động đều kèm theo uy năng của long tộc, cho dù là về sức mạnh hay là tốc độ, đều có được sự nâng cấp cực lớn. Dẫu sao, thở phách của long tộc cũng là được nhận là cường đại vô song. Lối linh dược như là Long Huyết Thảo này có hiệu quả lớn nhất khi sử dụng với trúc cơ kỳ của tu sĩ kim đan luyện khí, cùng với siêu phàm kỳ của tu sĩ thần ma luyện thể. Sau khi dùng Long Huyết Thảo gột rửa thần thể, lại có thể đúc tạo căn cơ mạnh nhất, kết lớn nhất đối với sự phát triển sau này của tu sĩ. Cho dù ở khắp chiến trường thượng cổ, lối linh dược này cũng được coi là cơ duyên rất trân quý. Nhưng ở sơn cốc này, Long Huyết Thảo lại dường như là có ở khắp nơi. Thẩm Thiên Sư Huỳnh quả nhiên là con cưng của khí vận của thiên mệnh. Huỳnh vừa mới bước vào chiến trường thượng cổ nửa ngày mà đã tìm được báo địa như vậy rồi. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc Huỳnh mòn, phải xử lý sạch sẽ cái đám quỷ trong thượng cổ trước mới được. Nhưng bộ xương này rất mạnh so với những đám ở bên ngoài sơn cốc, hơi thở của mỗi một con đều đạt tới mức đỉnh cao của trúc cơ kỳ. Thậm chí lại có mười mấy bộ xương cốt màu đỏ thẫm, hơi thở cũng tỏa ra mạnh hơn các cường giả kim đăng kỳ của nhân tộc. Rất rõ ràng, bọn chúng đã được nuôi dưỡng bởi lồng khí trong sơn cốc không dễ đối phó. Trong hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu của tầng cao, thứ mà Thẩm Thiên nhìn thấy vào khoảng 2 ngày sau, thì có một nhóm vốn linh kỳ xông vào sơn cốc. Long huyết này sẽ đánh nhau với những bộ xương cốt long huyết này. Tầng cao thì dựa vào tốc độ siêu nhanh của mình, nhân lúc hỗn loạn thì đã nhổ rút được mười mấy cây Long Huyết Thảo, sau đó thì liều mạng bỏ chạy. Nói cách khác, nếu như bọn tầng cao không đi theo ta, thì bọn họ sẽ bị quái vật tách ra trong khoảng thời gian tiếp theo sau. Thì những người khác mỗi người đều gặp phải cơ duyên của mình, còn tầng cao thì lại tới được sơn cốc này. Trong rèn luyện chiến trường thượng cổ thì không ai có thể đảm bảo được có thể tự tập hợp được các thành viên từ đầu tới cuối. Khi thực sự gặp phải nguy hiểm đáng sợ, chỉ nhau chạy thoát, thần luôn có tỷ lệ sống sót cao hơn, chạy cùng nhóm với nhau. Trong cơ duyên ban đầu của tầng cao thì hắn chỉ lén dành lấy mười mấy cây Long Huyết Thảo rồi đi. Mà bản thân tử làm thế nào thì mới có thể mang đi hết cái chỗ Long Huyết Thảo này. Cái thứ này cho dù là thần lá hay là phần rễ đều có ích. Trên thị trường tu tiên, nó thực sự rất đáng tiền. Nhưng bộ xương cốt này, Long Huyết trong cốc, tuy là mạnh mẽ, nhưng mà linh trí lại hoàn toàn không bằng nhân tộc. Bọn chúng không có bất kỳ một mục tiêu nào. Thậm chí ngay cả đụng phải những bộ xương khác, thì cũng không có phản ứng gì. Dường như là không có bất kỳ một khả năng tu gì phán đoán gì. Liệu tức ảo trận, với sự giá trị của trận pháp, thì đoàn người Thẩm Thiên đã che giấu khí tức hơi thở, thành công giấu hòa được bức lòng, được bộ xương Long Huyết. Vấn đề sự đề chia súng phá yêu vườn cho mọi người, phân chia đường tiêu chuẩn ra. Còn hóa trận pháp tiêu âm, bộ phải đảm bảo là sẽ không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Những bộ xương cốt Long Huyết này rất mạnh, nhưng mà có một điểm ý chí mạng, đó chính là không có cách nào để thi triển pháp thự phòng ngự. Chúng ta người có cơ hoạch tính, kẻ không đề phòng, nắm chắc yếu điểm của bọn chúng, cũng chính là tấn công linh hồn dị hỏa, tranh thủ một đòn gì chết. Chờ tiền xử lý hết bọn chúng, bọn yếu trước đã, sau thì lại đối phó với những con bọn mạnh hơn. Mọi người hiểu hết cả rồi chưa? Hiểu rồi. Bắn tấn công từ xa, không có hơi thở và âm thanh, nhưng mà bọn này cũng tìm không ra phương hướng chính xác của đòn tấn công, tuyệt diệu. Không hổ danh là Thánh Tứ Sư Huynh, trong phút chốc lại có thể nghĩ ra được cách tuyệt diệu như vậy. Mọi người chuẩn bị, bắt đầu hành động. Chỉ với một cành súng ngắn này, có vẻ bình thường thế này thì có thể lấy đầu kẻ địch ở khoảng cách nghìn bước rồi. Đây không phải là chuyện đùa đi chứ.
ở lầu điện à, lão hủ biểu diễn một lượt cho người xem. Đinh Linh Lực và đồng súng phải yêu âm dương, sử dụng thần niệm khóa chặt một bộ sườn sừng rồng màu đỏ nhạt phạm vi ngoài sườn cốc, khởi động trận pháp dẫn bạo lôi phù đồng súng, đồng thời trận pháp cùng tiêu âm cũng sẽ hoạt động ấn nổ súng. Đến lấy mức độ cao, một phát súng thì nổ đầu. Lục Điện Hạ đã học được chưa? Đặc biệt thế sao? Ta có tu kiếm pháp bao nhiêu ngày như vậy, ngay cả tiểu bình xương khô lâu bình thường ở ngoài kia sâu cũng đánh không lại, mà trong sân cốc này rõ ràng là những bộ sườn sừng rồng siêu cấp hơn, được long khí tăng cường, là vì một phát súng phải yêu âm dương. Còn con này hai gục ư? Ta liền kiếm cốt của có tác dụng gì chứ? Dưới sự dọn dắt của Tam Thiền thì mọi người trốn ở trong trận pháp, đánh một trận mạnh liệt với những bộ xương sừng rồng. Những bộ xương sừng rồng khác dường như là không hề cảm nhận được rồng bào, đồng bào của mình bị giết. Nội kịch khác thì linh trí của bọn chúng quá thấp, căn bản là không biết đồng đội của mình đột nhiên mất cái độc nghĩa là cái gì. Mà bọn chúng chỉ là nghe thấy tiếng linh kiềm đàn và xương đầu va vào nhau một chút, nhìn thì tiếp đó lại tiếp tục quay đầu trở lại. Thế phản ứng của bọn chúng đơn độ như vậy thì Thấm Tiên cũng coi như là có chút yên tâm. Trên thực tế thì những bộ xương cốt rừng trồng này vốn là không phải là chủ nhân của sơn cốc. Sơn cốc cự lần này còn có sự tồn tại mạnh hơn, chỉ là thời kỳ đặc biệt 5 năm một lần. Vậy nên sự tồn tại đáng sợ từ Nghiên Anh Kỳ trở lên đều vội đi từ nơi sâu thẳm hơn của chiến trường thượng cổ. Thế nên sơn cốc cự lòng chỉ còn lại một là những bọn ngu đần này kia cho cái đám người Thẩm Thiền vừa hay gặp được. Nếu không thì trận pháp của bọn họ thực sự là chưa chắc đã che giấu được những vòng linh cao cấp. Tóm lại mọi người cứ như vậy mà chơi, ẩn ở trên núi điên cuồng tấn công những bộ xương sừng rồng này. Tất cả bộ xương sừng rồng màu đỏ đã bị tiêu diệt rồi. Tiếp sau đây chính là những bộ xương sừng rồng kim đan đỏ. Sức mạnh của những bộ xương sừng rồng kim đan mạnh hơn rất nhiều so với bộ xương bình thường. Ngay cả quy đạo bắn của đàn linh kim thì bọn chúng cũng có thể lờ mờ phán đoán được qua tiếng phá vỗ chân hoang là trên nó đi. Lục Ca, Tâm Phu Quý, Lô Thế Ất, Trần Di Giáp, Hùng Mạnh, năm người ngắm chuẩn bộ xương cốt vò đầu ở phía đông. Tiêu Hạo, Triệu Linh, Tiên Nhi, Tân Cao, Quy Bá, năm người thì ngắm chuẩn bộ xương cốt, đấm ngực nhìn ngó xung quanh ở phía tây. Vân Di Sư Đệ để ngắm chuẩn bộ xương cốt rồi ngồi trên đất trời xương ở phía nam. Bà cơ sự quỳnh đã khó mục tiêu. Họ súng dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thiền thì cho dù những bộ xương cốt sừng rồng kim đàn né tránh cực nhanh cũng phải ngã xuống từng tên. Nhìn không thấy ta đâu ấy nhờ, nhưng mà không còn cách nào khác, ta chính là người mạnh mẽ như vậy. Ở Tâm Sự Quỳnh ạ, pháp bảo này ở đâu ra thì mua được vậy? Nhưng mà súng phải yêu âm dương là do Thánh Tử Sự Quỳnh và Vấn Dịch Sự Quỳnh cùng nhau phát minh ra. Nếu như Nội Yên Hạ muốn thì chỉ cần mở lời về Thánh Tử Sự Quỳnh thì nghĩ hắn chắc chắn là không phải vấn đề. Sức mạnh của sườn cốt sừng rồng còn yếu hơn tu sĩ kim đan. Tu sĩ trúc cơ kỳ dùng súng phá yêu âm dương đạt này là có thể giết được sườn cốt sừng rồng trong nháy mắt. Nếu như đổi thành tu sĩ kim đan kỳ đặc biệt e là cũng khó, cũng sẽ không có lương lắm. Thập Tam Địa Thế mà lại phát minh ra pháp khí lợi hại mạnh mẽ như vậy, thật là lợi hại quá đi. Mọi người làm tốt lắm, đây là lần đầu đấu nhóm hoàn toàn hảo. Lần này chúng tôi đã mượn dùng súng phá yêu dương âm có Vân Địch Sư Đệ thì mới có thể quay vết toàn bộ những bộ xương này. Bởi vậy mà những bộ xương này Vân Địch Sư Đệ lấy một nửa, mọi người có ý kiến gì không? Thế sẽ được cơ duyên sư huynh, sao có thể chia cho ta nhiều như vậy chứ? Nếu như không phải Thánh Tử Sư Huynh thân mang đại khí vận thì thiên đã chia cố thì chúng ta sao có thể tìm được sân cốc cự lộc này chứ? Hơn nữa là sư huynh chỉ thị thỏa đáng, chúng ta mới có thể giải quyết được tất bữa bộ xương sừng rồng này mà không bị tổn hại. Ta cảm thấy những bộ xương này và lông hí thảo sư huynh nên giữ một nửa, số còn lại thì bọn ta sẽ chia đều. Mọi người cảm thấy thế nào? Triệu Hạo cho rằng là Thẩm Thiền sư huynh không cần khách khí, đây là thứ mà huynh này đang có được. Lão Hữu cũng cảm thấy thu hoạch lần này
thì công lao của Thánh tử Sư Huynh là lớn nhất. Món nữa này thì người có nhận lấy không cần phải ai nấy. Liên Nhi tán đồng. Liên Nhi tán đồng. Lão Nô cũng tán đồng. Ta cũng vậy. Đây chính là nỗi khổ tâm của người làm lãnh đạo có sức hút hòa lượng. Bản thân tử đều muốn cố sức đem được tốt phần chia đi. Kết quả mọi người đều không đồng ý. Đúng là phiền quá đi. Bỏ đi. Mọi người đã khách sáo như vậy thì ta cũng không khách ký nữa. Mọi người cùng nhau thu nhặt lòng huyết thảo đi. Nhờ kỹ, đừng có bàn tay quá. Lần tổn hại đến phần rễ và thần lá thì lòng huyết thảo hoàn chỉnh, giá trị mới càng cao. Ngoài ra, đất đai nơi này đã được thấm nhuộm hơi thở tinh huyết của sát rồng, cũng đã hóa thành linh thổ cực phẩm. Mọi người có thể thu nạp nhiều hơn một chút mang đi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như không phải Thánh tử Sư Huynh nhắc nhở thì chỉ chút nữa thì bỏ quà lên những này rồi. Đất đai lại có thể sinh ra lòng huyết thảo, vậy chắc chắn là linh dưỡng cực phẩm, lựa chọn duy nhất nuôi cấy kia trấn dị thảo. Mọi người bắt đầu phân công việc hợp tác, làm việc với khí thế ngút trời. Người đi nhặt xương cốt, xương rồng trên đất. Người thì đi hái lồng thể huyết thảo. Người thì dùng xẻng sắt, cô sắt, đào dưới đất, dưới lồng huyết thảo. Thu hoạch của rèn luyện lần này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng mà đối với tuyệt đại đa số của tu sĩ, 3 năm nay, ba hay là 5 cây lồng huyết thảo bình thường đã đủ để cường hóa cơ thể tới mức cực hạn. Chứ dù là những thiên tài địa bảo này với cơ bản 8 hay là 10 cây lồng huyết thảo cũng chắc là đã đủ dùng, thậm chí còn thừa.